Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ phong cấp bậc hàm và bàn giao 205 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức huấn luyện. Tiếp nhận 205 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức khám sức khỏe và xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ các chiến sĩ này. Những chiến sĩ đủ điều kiện cũng được công an tỉnh phong cấp bậc hàm binh nhì và tổ chức bàn giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động huấn luyện kiến thức cơ bản về chính trị, điều lệnh, quân sự, võ thuật, nghiệp vụ công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được phân công công tác tại các đơn vị công an và công an các địa phương trong tỉnh.